Ông cái đi rồi bà nói lộn nha không? Lục đục. Cái thế giới này là sao hả? Vâng. Làm sao chúng có thể ở mọi nơi mà chẳng biết gì về chúng? Không được phòng khí bắt anh sẽ làm gì quá sức. Không được. Đỡ vào ra ra đã phụ khi bà bước qua nhà. Tôi đã bước qua ra sát lại chúng. Tôi nghĩ rằng Đức Châu lợi dụng Zeroda để giết chúng ta. Tôi nghĩ tôi sẽ ở đây. Tôi bảo là Ray Đức Châu 45 tuổi không gia đình. Hello ấy. Không cho tôi biết nhiều hơn nữa. Tôi đang chờ đến thông tin về tài khoản ngân hàng của anh Châu. Khoảng bao nhiêu? Ít hơn 100 bạn. Chúng tôi gọi thành đồng euro và đô la Mỹ. Xin lỗi bạn. Chúng tôi đang làm phân tích tờ giấy bạc để tìm hiểu thông tin. Vào xe thử. Mời nhờ. Tờ giấy bạc này lấy trong ví của anh Châu cái tâm thanh tiền tâm anh ngủ. Chúng ta dùng những con số khó cho nó để kiếm tiền. Đồng thời cũng có thể lấy. Tôi thấy tiền của anh có trong tài khoản của nhiều người.